know I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like hôm nay là đêm thứ ba của Việt Nam mình đang ở Hàn Quốc, nhưng mà mình đi cũng thấy là không khí rất là náo nhiệt và rất vui. Trang phục của Vân ngày hôm nay là chiếc khăn Fendi và bộ trang phục này là limited của H&M. Hôm nay thì Vân đến đây là phụ tất cả các nhà thiết kế hôm nay ạ. I just wanna die today. I just wanna die. I don't wanna be Eric và người mẫu Linh Si ngày hôm nay thì tới với Việt Nam International Fashion Week ngày 2 thì cảm thấy rất là vui và rất là muốn cổ vũ cho nhà thiết kế Scarlett Giang Lê, bởi vì là bản thân Eric thì Eric đã từng được mặc đồ của nhà thiết kế này rồi, nên là ngày hôm nay thì Eric rất là mong chờ vào cái bộ sưu tập của nhà thiết kế đem đến Việt Nam International Fashion Week và mong rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày trình diễn thật là thành công của nhà thiết kế Scarlett Giang Lê. All the shit I'm talking about is finna know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life. Don't even matter. I know it. Hôm nay bay từ Sài Gòn ra đây thì Giang Ly diện thiết kế của David Minh Đức. Một cái duyên đến với lại David Minh Đức là chúng ta đã cùng nhau để làm cùng nhau một cái dự án rất là lớn, đó là quyển sách truyền thống đông với hơn 200 bộ trang phục truyền thống Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Giang Ly cũng đã mặc một cái áo dài 14 tà của nhà thiết kế David Minh Đức, và mình luôn luôn rất là yêu áo dài Việt Nam. Đó chính là lý do mình cảm thấy rằng là ngày hôm nay thì thấy đẹp hơn rất nhiều khi mà mặc áo dài của chúng ta trong cái Phoenix Week. Nhiều thời trang cao cấp Phoenix Week của Phương hôm nay sẽ mang tới bộ sưu tập Phượng Hoàng Việt. Hy vọng rằng với cái tinh thần bất tử của Phượng Hoàng và với cánh chim bay cao bay xa mãi và khẳng định chúng tôi là Phượng Hoàng của Việt Nam, Phương hy vọng rằng đây sẽ là một nét chấm phá rất là đặc biệt của làng thời trang Việt Nam nói chung và của riêng Phương và thương hiệu thời trang Phoenix Week. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. Sưu tập của Champion Six lần này là cả một câu chuyện rất là hay, và các đi cũng muốn giữ bí mật trong sự diễn của mình và rất mong là sẽ được vào quý vị khán giả ủng hộ. I don't wanna die today. I don't wanna die. I finally wanna be alive. Hiện tại thì Hân đang mặc trang phục chị Vũ Phương ạ. Hân mặc một đồ để Hân cảm thấy nó là khá là hợp với bóc dáng của Hân, và Hân cũng đang có một cái cảm giác rất là có thiện cảm với thương hiệu thời gian này, và Hân nghĩ là mình sẽ đồng hành với một thời gian dài. I think you should leave.